Xin kính chào ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đã trở lại với video của em. Thì trước khi vào video thì xin chúc mọi người nhiều sức khỏe, may mắn và bình an. Thì bây giờ thì em sẽ cập nhật những cái hình ảnh mới nhất tại mộ cậu Năm mọi người. Cũng như hồi nãy em vào, trước tiên là em thắp hương cho cậu Năm, thứ hai là đốt thuốc, và thứ ba nữa là thắp hương những mộ phần xung quanh nơi cậu Năm an nghỉ, mà nơi của chúng em hay để máy tác nghiệp. Thì hôm nay thì em sáng vào thì nghe có thông tin là chị Hồng Loan đã công bố cái ngày cúng 100 ngày của cậu Năm, tức là nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Thì chị Loan có thân mời tất cả những ông bà cô chú trong và ngoài nước, cũng như là khán giả yêu mến nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đến Hoa Viên để mà thắp hương vào ngày 12 tháng 6 vào lúc trưa mọi người. Thì nội dung là chị Loan mời mọi người yêu mến cải lương cũng như là nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh thì đến để thắp hương cũng như là tưởng nhớ cậu Năm thôi mọi người ha. Thì mọi người ơi, chị Loan cũng rất là tôn trọng khán giả, sự mà nói thì các cảm kích chị cũng như là yêu mến khán giả của ba mình. Thì em cũng thông tin chính xác với mọi người là ngày thứ hai nha mọi người, thứ hai vào ngày 12 tây thì trưa là mọi người sẽ có thể là gặp chị Loan đó, gặp chị Loan. Thì mọi người ơi, thì nói chung ra khán giả rất là yêu mến chị Loan cũng như là nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Mọi người xem mà thấy hay thì cho em xin một like, một đăng ký ha mọi người ha. Và tiếp tục với cái câu chuyện về khán giả hỏi là ngày ngày mà 100 ngày á, thì anh Vũ Lưng và chị Bình Tinh có đến hay không. Thì em xin thưa là ngày 100 ngày của cậu Năm Vũ Linh, tức là nghệ sĩ Vũ Linh, thì anh Lưng với chị Bình Tinh là có chuyến bay đi về, nói chung ra là chưa có về kịp đó mọi người. Em nghe là vậy, anh cũng cố gắng sắp xếp về, nhưng mà do ngày 100 ngày là ngày mà anh đi về đây thì chắc chắn là không có anh Lưng nha mọi người ha. Thì anh Lưng đã nói lên trên video của anh Lưng, em chỉ là truyền tải lại những cái lời nói của anh Lưng thôi. Còn về mà ca sĩ, nghệ sĩ có đến hay không, đó là mình cũng không biết. Chỉ đến ngày 12 thì đến trực tiếp đến mộ của cậu thì mới biết được thôi. Thì mọi người có thời gian như ông bà cô chú ở gần đây hoặc là ở tỉnh thì sắp xếp ngày mai, trưa mai nha mọi người, sẽ được gặp chị Hồng Loan cũng như là thắp hương cho cậu Năm Vũ Linh một cái nha. Vì ngày mai là ngày 100 ngày, thật sự là ai cũng trông chờ ngày 100 ngày sẽ như thế nào đó. Thì ai cũng trông chờ cái thời gian này mọi người ơi. Thì cũng có những cái thông tin ông bà cô chú nghe là nói là gặp mà sau 100 ngày sẽ được di chuyển tháo đi. Thì nói chung ra thì những lời nói đó thật sự ra là chính xác, tại vì chú chủ tịch đã xuống dưới tận mộ của Năm, cũng đã nói cũng đã ưu ái rất là nhiều rồi. Từ đáng lẽ ra tất cả những người trong Hoa Viên thì 49 ngày là sẽ rỡ rạp đó, gặp ở đây là sẽ rỡ, nhưng mà cậu Năm là người rất là nổi tiếng, rất là sự ưu ái, nói chung ra là mến mộ cậu Năm, cho nên cái thời gian mà để gặp cho một phần cậu Năm đúng một, nói chung ra là hơn ba tháng rồi. Thì Hoa Viên thì sẽ di chuyển đi cho khác mọi người, để mà cho cái không khí với lại cái sự công bằng cho những mộ xung quanh. Thì cũng có những ông bà cô chú thì cũng lên cũng muốn là để cái gặp lại, nhưng thật sự ra mà nói mọi người thì bây giờ cái gì cũng vậy, cũng có hồi kết. Thì bây giờ cho để một tháng nữa đi thì cũng phải tháo, mà bây giờ thì cái lực của trong Hoa Viên nói chung ra thì có cái sự bất độ, thì cũng như là cái thời gian,
thì chỉ để một tháng hay để 1-2 tháng nữa cũng phải tháo đó, mọi người cũng thông cảm. Nói chung ra thì cũng muốn đem lại sự yên tĩnh cho cậu Nam Vũ Linh với lại những một phần xung quanh, thì mọi người cũng tác nghiệp, anh em tác nghiệp, khán giả cũng đã biết cũng rất là nhiều rồi, cũng đã 3 tháng rồi, hơn 3 tháng rồi, thì cũng đây là một cái tình cảm. Nói chung ra là dở gặp thì khán giả vẫn thương mến cậu Năm vẫn đến bình thường thôi, anh em thì cũng đến đây cũng chia sẻ một phần của cậu cũng bình thường thôi, không có gì hết. Nhưng mà cái dở gặp đó là cái nguyên tắc đó, với lại cái sự công bằng, tại vì đã hơn 3 tháng rồi mọi người. Nói chung ra thì không có một nghệ sĩ nào, ca sĩ nào, hay là một diễn viên nào, hay là một văn nghệ sĩ nào mà từ đó giờ mới thấy trong vô duyên để gặp lâu đến như vậy. Cái này là nó thật, tại vì em cũng ở gần đây mọi người, em cũng thấy mà, cho nên thường thường là 49 ngày là người ta đã di chuyển đi rồi đó. Cho nên là mọi người cũng như ông bà cô chú có yêu mến cậu Năm thì cứ theo dõi những cái video, nói chung ra là những cái sự việc gì đó thực tế hơn. Tại vì nhiều khi có những người lên nói này nọ đồ, thật sự ông nói thì cái đó thì một phần thôi, nhưng mà cái gì nó cũng phải có mức độ, có thời gian hết mọi người. Và tiếp tục câu chuyện là em nghe thì một phần thì bà con nói rất là nhiều về vấn đề mà chung ra là chuyện gia đình. Thật sự thì em không có mà cái biết gì nhiều, nhưng em chỉ chia sẻ với mọi người rằng là trên đời này á, luật pháp á, nó công bằng lắm. Nói thật cho mọi người, luật pháp công bằng lắm. Với lại á, giấy tờ á, không phải muốn làm là được, muốn giả là được, cái nào cũng thật. Tại bây giờ mình đang sống trong công nghệ mã định danh mà, mã định danh rất là quan trọng. Bây giờ sổ hộ khẩu thu về hết rồi, nhà nước đã thu hết rồi, mình cái tên cái họ của mình là trên mã định danh hết, nhà nước quản lý, cơ quan chức năng quản lý biết hết. Cho nên là mình ở ngoài cuộc thì mình chỉ nghe theo những gì của cơ quan chức năng. Cơ quan chức năng sẽ vào cuộc, thì mọi người có tự suy nghĩ gì đó hay là một cái ý kiến gì đó thì mọi người phải chờ cơ quan chức năng sẽ đưa ra những thông tin chính xác nhất từ cơ quan chức năng. Tại vì trên xã hội bây giờ mình đã không còn giống như xưa mà phải cầm giấy phải đi vòng vòng nữa, là điều trên cái căn cước công dân cũng điều trên mã định danh của mình. Và bây giờ thì chắc có lẽ thì em cũng nói một vòng nữa thì cũng xin chào tạm biệt mọi người. Thì em sẽ nói lại vấn đề mà ngày tổ chức 100 ngày của cậu là ngày thứ hai, ngày 12 ha mọi người ha, ngày 12 tây tháng 6 vào buổi trưa nha mọi người. Là chị Lon đã thân mời tất cả ông bà cô chú cũng như là những người yêu mến nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, yêu mến cải lương hậu quản. Và em xin chúc mọi người nhiều sức khỏe, may mắn, bình an nha. Mọi người xem thì cho em xin một like, một đăng ký kênh. Em cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn gặp lại mọi người vào video sau. Xem clip thì nhớ bấm đăng ký kênh cho em nhé. Bye bye mọi người.